ok anh em thì mình thấy có nhiều anh em lầm tưởng hai cái loại xeo này nè đây là hai loại xeo đang lưu hành trên thị trường nó rất là giống nhau và anh em đang bị nhầm lẫn giữa hai loại xeo này nha về kích thước vật lý thì coi như là hai xeo này nó không có gì khác nhau luôn mà không muốn nói là nó giống y chang nhau từ độ dày về ngang và chiều dài coi như cấu trúc của cái xeo chân xeo này kia là nó y hệt nhau nhưng thực chất đây là hai loại xeo khác nhau Xeo có cái miếng tem màu trắng này nè Là xeo 3580 của E2 E2S Với điện áp danh định là 3.85 Và điện áp sạc này là 4.4 Còn đây là xeo Blue của Mini 3 Mini 4 Điện áp danh định là 3.69 và điện áp sạc đầy là 4,25 là hai loại hoàn toàn khác nhau nha. vì do hai cái xe ban nãy nó mất đi cái số in trên cái sale cho nên là anh em khó phân biệt và đây là cái sale mình đã tìm thấy nó có số đầy đủ nè 933872DN3850 còn đây là 903872GN3580 nhưng mà thật sự là sale trên thị trường á nó in rất là nhiều kiểu anh em có thể là nó in kiểu như thế này có thể là nó in cũng có thể nó in theo cái kiểu như thế này luôn in theo kiểu này lại là một kiểu khác nữa nè in kiểu này là một kiểu khác rồi nó in tùm lum kiểu hết anh em nó còn in theo kiểu này nữa nè anh em đó tầm lum kiểu hết nha có những cái nó in là nó để là 3.69 thì mình biết nó là sale của mini 3 mini 4 còn một số sale nó in như thế này thì không biết nó là sale của anh nào Nhìn chung là cứ cell 3580 như vậy nè. Thì nó là cell của E2E2S. Điện áp của nó là 3.85 4.4. Còn cell này là của mini 3 mini 4. Điện áp của nó là 4.25 3.69, 3.69 4.25. Và đương nhiên là phải hiểu rằng đây là hai loại cell nó khác nhau hoàn toàn luôn chứ không có một cái gì giống nhau cả, mặc dù về kích thước là nó giống nhau. Như vậy nó sẽ phát sinh ra một cái câu chuyện đó là anh em sẽ nhầm lẫn mua cái xe 3850, đem lắp cho E2, E2S và mua xe 3580, lắp cho Mini 3, Mini 4, vân vân Và chính cái sự nhầm lẫn này nó sẽ làm hư hỏng cái xe của chúng ta và làm giảm tuổi thọ xe của chúng ta. Bây giờ mình sẽ đưa cho anh em xem một cái bảng so sánh về tính chất của hai cái xe này với nhau. Nó là một thứ rất quan trọng quyết định việc chúng ta sẽ mua cái loại cell nào và phù hợp cho cái loại máy bay hay loại pin nào nha, mình sẽ show cái bảng cho anh em xem cái bảng giữa hai cái loại cell. Ok anh em, đây là bảng so sánh về cái đặc tính của hai cái cell pin là Mini bốn và E2E2S. Đầu tiên chúng ta rất dễ thấy đó là phần dung lượng, dung lượng của Mini 3 mini 4 là 3580 mAh so với của E2 E2S là 3580 mAh. Dung lượng của mini 3 và 4 nó sẽ cao hơn của E2 E2S. Tiếp theo là về điện áp. Điện áp của mini 34 sẽ là 3,69 và điện áp của E2 E2S sẽ là 3,85 tiếp theo sẽ là điện áp sạc tối đa của Mini 3-4 sẽ là 4,25V. Điện áp sạc tối đa của E2, E2S là 4,4V. Điện áp sạc cạn tối đa là 2,75V tương đương với 0%. Và của E2, E2S sẽ là 3,0V. Về dòng xả thì Mini 3, Mini 4 có dòng xả lần lượt là 5C và 7C. Và của E2, E2S là 10C và 15C. C ở đây chính là dung lượng. C được tính bằng... Uh, C là được tính bằng dung lượng nhưng mà tính ở dạng là AH chứ không phải là MAH. Ví dụ của Mini 3, Mini 4 là 3850 thì nó sẽ là C bằng 3,85. Còn bên E2, E2S thì là C sẽ bằng 3,58. Rồi... Về dòng sạc tối đa cũng như vậy Dòng sạc tối đa sẽ là Mini 3, Mini 4 sẽ là 1.5C Và của E2, E2S cũng là 1.5C Và thiết bị tương thích hỗ trợ Của cell Mini 3, Mini 4 là Mini 3, Mini 4 Và của E2, E2S thì nó khá là nhiều thiết bị hỗ trợ Ví dụ như là E2, E2S E, Mini 2, Mini xe, Mini 2 xe mini 4K là mấy thằng đó nó xài giống nhau hết tất cả đều giống nhau hết và vấn đề quan trọng trong cái video này mình muốn nói là cái gì đó là khi anh em sử dụng các thiết bị giống như là DJI E2, EIS, E E2, Mini 2, Mini 2 xe, Mini đồ lung, lung tung thì anh em không nên sử dụng cái cell là Mini 3 và Mini 4 vì rõ ràng anh em thấy là cái điện áp nó khác nhau hoàn toàn luôn đúng không? cái điện áp đó, cái mạch pin, cái mạch ở trong cái viên pin của chúng ta nó sẽ không hiểu được cái viên pin mới chúng ta gắn vào nó là viên gì tức là cái cell pin mới chúng ta gắn vào nó là cell gì ví dụ như anh em lấy cái cell của mini 3, mini 4 mà anh em gắn vào E2, E2S hoặc là mini 2, thì mặc định là cái cell E2, E2S là 4,4V sạc tối đa và sạc cạn sẽ là 3.0V thì cái cell mini 3 mini 4 gắn vào đó nó cũng sẽ bị sạc lên 4,4 V và xạ cạn chỉ được ở 3.0 V. Như vậy thì sao? Như vậy thì cái cái cell pin mini 3 mini 4 gắn vào nó sẽ bị sạc quá mức. Và khi xả thì nó xả không cạn. Và suy ra là thời gian bay nó sẽ cực kỳ ngắn. Sạc quá mức nó không làm tăng dung lượng bao nhiêu và nó còn gây nguy hiểm cho cái cell pin chúng ta nữa, nó có thể làm nổ cell pin hư hỏng xe pin hoặc là giảm tuổi thọ xe pin nếu như mình những cái sự cố kia không xảy ra và khi xả thì nó xả không hết cho nên là thời gian bay nó đạt được cực kỳ thấp thay vì 2.75V này nó mới hết thì giờ mới 3V thôi nó đã hết từ 3V về 2.75V có thể được 5 phút 10 phút hoặc hơn tùy theo dung lượng của xe vậy rõ ràng như vậy thì chúng ta thấy rằng khi cái xe mà mini 3 mini 4 đó dung lượng nó cao hơn nhưng thời gian bay nó lại không cao hơn do chúng ta thay sai vào những cái mạch quản lý pin nó sai còn cái việc mini 3, mini 4 có thể lấy cái cell E2, E2S thay vào được không? Thì câu trả lời chắc chắn là được. Nhưng nó sẽ bị rơi tự do ở 20%. Vì sao vậy? Vì lúc đó nó đang tưởng đâu là cái cell còn pin, cái cell nó còn năng lượng, nó cell nó còn điện nhưng mà thực chất là xe nó đã hết điện rồi tại vì hàng mini bốn thì nó lại có cái ngưỡng xả thấp hơn còn trong khi e2 e2s thì cái ngưỡng xả nó lại cao hơn thì tới lúc đó e2 e2s nó hết hết năng lượng hết trên năng lượng và con mini 3 mini 4 nó cứ tưởng là còn cho nên nó vẫn cho xả và hậu quả nó sẽ là rơi máy đó cho nên là cái việc lấp lẫn qua lại giữa hai cái loại xe là nó rất là bất khả thi không phải là không có cách vẫn có cách để có thể chuyển đổi điện áp giữa E2, E2S và Mini 3, Mini 4 nhưng cái cách đó nó sẽ khá phức tạp và anh em cần phải có những phần mềm chuyên dụng thì anh em mới chuyển đổi điện áp qua lại giữa hai loại cell cho các mạch BMS khác nhau khi anh em biết chuyển đổi điện áp rồi thì anh em có thể sử dụng bất kỳ cell nào không phải là riêng xe mini 3, mini 4 hay E2, E2S mà bất kỳ xe nào anh em gắn vào anh em cũng có thể sử dụng được. Nhưng mà anh em phải biết chuyển đổi điện áp và cần phải có phần mềm chuyển đổi điện áp nó cũng khá là phức tạp anh em ở video này thì mình không nói về vấn đề đó nha mình chỉ nói là anh em nên sử dụng đúng loại cell cho đúng loại pin là tốt nhất và đảm bảo thời gian bay nó tốt nhất dài nhất nha cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau tạm biệt và đừng quên subscribe nhé